mùa hè mà mình ăn đá bào là bao xuất sắc luôn. Thiệt luôn á, bầu cũng hơn 4 tháng rồi mà cho ăn một bữa phá lệ đi chèn. Ăn ăn thì người đó làm, lâu lâu một bữa chắc cũng không sao đâu. Hai anh trai. Đây mấy đồng bầu xem nè, thời tiết này mà làm một ly đá bào thì còn gì bằng kiếm lôi con mắt ở ngoài ra, không ra là cái tiệm bán nữa. Không có sao cả, thì mình tự làm ở nhà. Nói chung là cách đá bào thì cũng hơi vất vả nhưng mà cũng không sao cả. Làm xong lát được ăn tao nói nó đã. Tốt bên mình cho vô nhiều nhiều đây cái tô. Tèn tèn. Cái gì nữa vậy cha? Nãy lúc làm không kẽn, giờ lúc ăn mới kẽn. Mấy món bổ dưỡng thì không ăn, ba cái lặt vặt linh tinh thì nhanh lắm. Dẹp, món đó để anh ăn. Em ăn món anh làm nè, né ra cho anh thể hiện. Gì gì gì? Mứt táo dâu. Được, để coi. Thèm ăn đá bào phải không? Được, đá bào thì để anh làm luôn. Mứt này được làm từ máy sữa hạt đa năng Bluestone. Không có cần phải mứt công nhiều mà có được thêm món ngon nữa. Khoan xí, em tưởng mới làm sữa hạt Bluestone là chỉ làm được sữa hạt thôi. Bây giờ ngoài ra còn có thể nấu cháo, rồi làm súp, rồi xay tinh tố. Còn thêm làm được cả mứt trái cây nữa. Sao mà tiện lợi dữ vậy trời. Đó, để mình nói thêm về Smart Cook ha. Khi mà chúng mình nấu một món ăn vẫn là nguyên liệu đó, nhưng với một định lượng khác nhau. Chúng ta chọn chức năng, máy sẽ tự đề xuất thời gian nấu để đảm bảo dinh dưỡng, thì tự động chọn chế độ nấu ăn luôn á. Nấu thì nhiều khi thời gian tự động chỉnh lâu hơn, mình chả phải ghi nhớ hay suy nghĩ công thức gì cả. Lính ra sống nhẹ nhàng ha. Nguyên liệu cho tất cả vào trong máy, sau đó cứ chờ đợi máy tự làm hết. Mỗi lần chế biến một món mới với cái máy này á, là mình sẽ cảm nhận lúc nó nấu cái mùi thơm của nó bốc lên rất là thơm. Tính là mạnh đứa nào đó nấu, nhưng bây giờ ảnh kêu là ảnh ăn món của mình sẽ ăn món của ảnh. Dinh dưỡng là chắc rồi đó, đảm bảo chất lượng cũng ok luôn, mà vấn đề phải ăn ngon nha. Làm mứt nên cái màu nó đẹp he. Được rồi, để coi. Công nhận á, mình làm mứt á, cái chất nó sống sánh đặc sệt vừa phải mà thơm lắm nha. Đường lúc đầu chứ nó tích á, ăn cảm nhận được vị chua ngọt trái cây rất là rõ. Nhưng mà ăn chung với đá bào là hơi bị nhạt cả nhà anh xã. Nhưng mà em duyệt làm cho em thêm nhiều loại mứt trái cây khác nữa đi. Ủa sao bây giờ đi đâu cũng thấy em máy Bluestone này hết vậy?